xin mời các bạn đến thăm Kiyama. Nơi đây là nơi cái có cái núi lửa và đá ba gian. Ở đây mọi người nhìn ở đây là Kiyama của Australia. Và các bạn cùng đi theo chúng tôi nhìn cái núi lửa ha. Và chúng ta sẽ trực tiếp chạm tay vào núi lửa. Nhìn đây cái núi lửa, đá núi lửa ở đây không có như chúng ta nhìn đây nè. Đá của chúng ta rất là mịn, còn đá ở đây không có được mịn như vậy. Đá Việt Nam tuyệt vời hơn. Mọi người nhìn thấy đá ở đây và đưa cho đây cho mọi người xem những cái đá ở đây nó không có được mịn màng như cái đá chúng ta. Nó giống như đá ở đây. Mọi người thấy không? Và những cái cục nổ lửa này có nghĩa là đá núi lửa của Việt Nam á là lâu năm hơn và nó quá thạch ra. Phải nói là đá của Việt Nam chúng ta là tuyệt vời. Ở đây nếu như mà muốn mà thực hiện á là rất là khó, tại vì cái tuổi thọ nó cũng còn kém cái đá của Việt Nam chúng ta rất nhiều. Mọi người nhìn tầng tầng cái lớp lớp của chúng ta là gần như đá núi lửa nó quá thạch rồi, nó đá thành đá thiệt luôn rồi. Đây mọi người thấy nó lớp lớp như nó không có đặc dày như nữa ở Việt Nam. Rồi chúng ta tiếp tục đi thăm. Đây. Đây bây giờ đá là xung quanh là đá núi lửa đây. Cho nên khi mà chúng ta đi đến thăm núi lửa này đây á, chúng ta mới thấy cái giá trị của đá của chúng ta. Mọi người nhìn đây. Đây một cái tảng đá lớn. Tảng đá lớn như vậy. Nó có sắt, ở đây có sắt nữa nè. Đá này nó sắt nhiều. Sắt đây. Và chúng ta nhìn đá đây á, là nếu như mà chúng ta cắt ra thì nó bể vụn hết. Đây nè. Rất là bể vụn hết. Rồi. Ta nhìn nguyên cái một cái bãi đá lớn như vậy nè. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái bãi đá lớn như vậy nhưng mà đá nó rất là chặt, rất là chắc. Chứ không phải như vậy. Đấy, mọi người nhìn những cái nói như vậy thì làm sao mà mài được như chúng ta được. Đá này bị là đá non như là đất bùn vậy, đúng rồi. Và chúng ta nhìn đây. Mọi người nhìn đây nè ha. Đây. Đá nó như là miếng như vậy. Và nó nếu như mà chúng ta cắt ra không được. Thấy không? Đây nè. Thấy không? Và không cứng như đá mà của Việt Nam. Thấy không? Đây. Mọi người nhìn đây ha. Coi sới, nó coi sới. Nó không có được thịt như là của mình. Của mình nó thịt nó chắc. Mà nó bị của mình nó lâu năm hơn. Càng đi ra chúng ta mới thấy quý báu cái đá của chúng ta. Thế nào mà đá bằng chúng ta được. Đây nè. Vậy nhìn vô thấy cái đá thấy không? Đó. Những cái tảng rất lớn. Nhưng mà so với đá của Việt Nam mình thì rõ ràng là không bằng được. We'll be right back.
chế tác cặp đá diệu kỳ. Việc chế tác cặp đá diệu kỳ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đây là công việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có sức. Bây giờ dùng cái lưỡi dao để cắt cái miếng đá ra. Hôm nay tôi sẽ cắt đá cho mọi người xem. Người thợ phải rất cẩn trọng trong quá trình tạo ra cặp đá. Chỉ sơ sẩy là có thể tai nạn như chơi. Một công việc mà không phải ai cũng làm được. Cái một cái cối bằng để mà là quay cho nó bình đá sòn đó. Rồi rồi bây giờ viên đá ra sẽ thành những này để ra nó như chú đó. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.